sao lại hai con phố gát được? Hai chỗ gát, hai chỗ gát. Nhà máy tái chế đi, thiếu đồ anh em ạ, thiếu đồ lắm. Sách chọn ấn cũng ngon đấy, nhưng mà mình thấy là máy tái chế chỗ này ngon hơn. Đấy, có cái đem máu ngay, có cái đem máu ngay. Có cái huyết kiếm luôn. Chạy đánh chỗ gát huyết kiếm nhá, đánh chỗ gát huyết kiếm nhá. Tôi sao tôi up 5 luôn, nếu mà đánh hai chó thì tôi up 5 luôn. Đánh hai chó thì tôi sao up 5 luôn. Bây giờ anh em thích hai chó đúng không? Chiều anh em luôn, ok chưa? Anh thì em thích hai chó, tôi cho hai chó luôn. Có gì đâu, tuần này có điểm mà tôi chơi vui vẻ được. Quá giàu luôn. What? Đúng ý Stilnet chưa? Đúng ý Stilnet chưa? Ok chưa ông Stilnet? Đúng ý ông chưa? Anh em mình bú được chưa? Ôi trời ơi. Cố gắng 38 điểm nhá. Để tôi anh em mình khiện lại. Như nào đây? Thôi thì chắc là mình phải ghép tạm cái này vậy. Tí nữa mình đổi sau vậy. Đánh không? Như nào? Solo? Chỗ gắt tóc đánh này. Chỗ gắt tóc đánh cậu. Còn nhớ chưa? Mẹ nhưng mà lấy cái hộ vệ thì cũng ngon. Chỗ gắt phải cầm mấy ngon hơn, cầm vô cực ngon hơn anh em ạ. Cái hộ vệ thì ngon quá lại phải bú. Thôi dùng tạm nhá. Nè, chẳng muốn dùng. Tự nhiên lại ra, dùng tạm vậy. Ảo chó, xẹo chó. Tạm anh em ạ, tạm thôi nhá, tạm thôi nhá. Không có cái gì ngon hơn nên phải lấy tạm thôi anh em ạ. Yo, cách xa nó làm gỏi ngay. Thôi thì cố top 4 thôi anh em ạ, top 4 là ngon. Ăn cứt phát là bú luôn. 7.800 à? Được. Hai nhà cách xa 2 cửa. Con cách xa 2 à? Kinh nhờ. Biết chó, biết cháu, chó ngao, chó đông Tây Tạng không? Chó ngao Tây Tạng không? Biết chó ngao Tây Tạng không? Biết chó ngao Tây Tạng không bạn ơi? Biết chó ngao Tây Tạng không? Ui, mẹ mình có chó gắt này, nhiều máu, ăn được nhiều máu lắm rồi đấy. Đậu sao ăn được mình? Nhà kia còn chả ăn được mình, đậu ăn làm sao được? Bạn mình top 1 rồi. Chó gắt 3 mạnh lắm anh em ạ, chó gắt 3 cầm đồ này mạnh lắm. Nhà slime mạnh như thế cũng chả ăn được mình, nhà đậu ăn làm sao được. Có 1 rồi. Ai chưa like cho mình xin 1 like nhá mọi người ơi, cảm ơn mọi người nhiều nhá. Không xin nhê về chó ngao Tây Tạng anh em ạ. Không xin nhê về chó ngao Tây Tạng rồi.
Hoa Tây Tạng mạnh quá. Không xin nghe anh em ạ. Không xin nghe. Sợ Hoa Tây Tạng nó mạnh quá. 4 điểm 3 sao thôi mà. 3 điểm 3 sao nhưng mà nó là chó Hoa Tây Tạng. Nó mất 2 slot ở Bonzi này. Nó 2 slot đấy ở Bonzi ơi. Tính ra nó là 6 tiền đấy. Con chó gác này 6 tiền chứ không phải 3 tiền đâu. 2 slot cơ mà. Bài đậu cũng mạnh đấy các bạn, không làm nào được. Chó ngao này mạnh quá. Nó để nguyên rồi đấy. Không xét gì đâu ấy. Thắng này. Nó được anh em, con chó gác ở châu quá. Nó hút lại đầy máu và nó có cái hộ vệ ấy. Nó tạo giáp bảo nhiều quá. Đấy, thắng này. Bây giờ sao lên cấp kèm 4 hộ vệ là lỡ đậu thua rồi. Tại vừa quên thì thôi, giờ em quên em bán bốt cho gát đi đúng không? Tạo mèo 2 anh em ạ, tạo mèo 2.